Đã có một thông báo quan trọng là bạn đã không được phê duyệt kiếm tiền nhá. Đây, thông báo quan trọng đây. Bữa cân của mình thì đạt hơn 6.000 người đăng ký và hơn 1 triệu lượt xem. Nhưng mà lại dính nội dung thỏa mãn tình dục và nội dung trùng lặp. Đây, thông báo. Các bạn bấm vào chữ đồng đô la nhé. Để xem thông báo này. Đã dính nội dung thỏa mãn tình dục này. Và sử dụng lại nội dung. Kênh của mình tận hơn 6.000 người đăng ký bằng một bữa là hơn tận 12.000 lượt 12.000 giờ xem. Nhưng mà mình đã phải xóa bỏ những cái video mà dính nội dung trùng lặp và dính thỏa mãn tình dục. Đấy. Cái video hôm bữa mình đăng lên bị dính thỏa mãn tình dục là video mình quay em bé bú nhá, dính quay dính ngực phụ nữ. Đấy, thế mà cũng bị dính vào nội dung thỏa mãn tình dục. Và một cái video sử dụng lại nội dung cũng chính là cái video đấy mình đã đăng lại 2 lần nhé. Và bị dính luôn. Đấy. Các bạn lưu ý làm YouTube kiếm tiền thì phải để ý. Không là dễ bị YouTube đánh chấm than nội dung này lắm. Đấy. Đây, các bạn vào chữ tìm hiểu thêm để xem này. Chính sách về ẩn khỏa thân và nội dung tình dục này. Đấy. Bữa thì mình bị dính một cái nội dung ở trong này. Đây này. Là mình đã quay một video này. Nó đã để cận mô tả bộ phận sinh dục ngực hoặc mông. Là bữa thì mình đã quay và dính ngực vì em bé vú là mẹ bật ngực ra cho em bé vú, thế là quay quay dính dính ngực này, dù có hay không có trang phục che phủ này. Đấy, các bạn đọc này, nhằm thỏa mãn tình dục này. Đấy, mình đã dính nội dung khiêu dâm hoặc mô tả hoạt động tình dục này, bộ phận sinh dục này, hoặc ái vật nhằm thỏa mãn tình dục ở bất kỳ hình thức nào này. Đấy, em mình chia sẻ cho các bạn, thì các bạn nếu mà làm YouTube kiếm tiền thì phải lưu ý nhé. Dính một phát là toang luôn. Và cái nội dung sử dụng lại nội dung đây. Đấy. Mình đã đăng một cái video do mình quay nhưng mà mình đã đăng 2 lần. Đấy. Lên cân và cũng bị dính. Mà bây giờ các bạn muốn bật kiếm tiền lại thì các bạn phải cày lại nhá. Cày lại, bữa mình hơn 12.000 mà mình xóa mấy cái video đi nó tụt xuống còn nó 120 112 giờ này. Khi bạn xóa video thì cái giờ xem nó sẽ bị mất và cái lượt xem nó sẽ bị mất. Nhưng mà cái lượt đăng ký thì vẫn còn nhá. Đây. YouTube sẽ gửi cho bạn này. Hãy sửa đổi cân của bạn dựa trên ý kiến phản hồi của chúng tôi này. Nội dung sửa đổi có thể bao gồm việc chỉnh sửa hoặc xóa video. Đấy. Thì mình nên bắt buộc mình xóa video. Đấy. Và cày lại. Đấy. Các bạn lưu ý nhé. Thì gặp trong trường hợp như thế này thì các bạn nên xem tất cả các video của mình ở trong phần nội nội dung này này. Đấy, tất cả các video. Các bạn phải xem video nào nó có dính nội dung trùng lặp hoặc dính hình ảnh hở ngực hở mông đấy, những hình thỏa mãn tình dục các bạn phải xóa ngay đi và cày lại đấy, không là lại toang. Rồi các bạn, đây là mình chia sẻ cho các bạn để các bạn nào làm chút kiếm tiền thì cần lưu ý. Rồi, mình xin chào các bạn nhé. Các bạn xem thì ủng hộ cho mình để mình đủ giờ xem. Toang quá rồi.